Xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại Phật Điện ngay xã Yên Tân. Nằm trên mặt hôm nay muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị 4 lô đất vườn. Trên đất này có sẵn chuối nè, xoài, bưởi để cho trái rất là đẹp. Nằm trên mặt tiền đường hiện tại là đường rộng hơn 6m, sắp tới là sẽ đổ bê tông luôn, rất là tiềm năng đúng không ạ? 4 lô này với diện tích đa dạng là từ 2089m² cho tới 2135m², chỉ 700.000 cho 1m thôi. Cạnh ngay nhà máy sản xuất đá granite của xã Yên Tân, cách ra đường hương lộ 62 là chỉ tầm 1,2 km, cách về ngay chợ Yên Tân là 1,5 km đường ô tô. Và đặc biệt là gần hai hồ du lịch sinh thái lớn nổi tiếng của xã Yên Tân, đó là hồ Cây Sung và hồ Lấy Nhất. Quá đẹp, quá tiềm năng luôn, chỉ có 700.000 cho 1m², quá tuyệt vời. Đường rộng hơn 6m như thế này thích hợp cho quý cô chú anh chị là làm farm, làm nhà vườn hoặc là để đầu tư phân thêm những lô nhỏ cũng rất là tuyệt vời luôn. Cách về Nha Trang là chỉ 26 km đường ô tô thôi. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn đó, thì em sẽ quay review xung quanh và tím sẽ bay thêm vài hình ảnh là kem trên cao để mình xem thêm nha anh chị. Hiện tại từ đây quay sẽ là lần lượt, từ đây là 4 lô nên mỗi lô là cọc tranh rõ ràng. Lô số 1 là ngang qua đây, lô này có tổng diện tích là 2070m², rơi vào khoảng là tầm 1.460.000.000, ngang 30m mặt tiền. Hiện trạng là đất trồng cây hàng năm. Đối với lô này là hiện tại đất trồng cây hàng năm là 500m cho phân một lô, thì lô này là quý cô chú anh chị mua là có thể phân được 3 lô nè, rất là đẹp luôn. Trên đất là để có sẵn trồng chuối, thì lô này thì đất sẽ hơi thấp hơn mặt tiền so với những lô kia một tí đó, để em quay kỹ là để anh chị xem. Lô 2, 3, 4 thì đất sẽ bằng hơn, lô này thì hơi thấp hơn mặt đường khoảng tầm 1m nè đó. Trên đất là để có sẵn chuối, xoài. Và đặc biệt anh chị thấy ở đây phù hợp để làm farm nhà vườn là để có sẵn hệ thống tưới tiêu rồi. Ví dụ như cô chú anh chị nào thích mình làm nhà vườn cây ăn trái, không phải tốn thời gian tôn tạo thêm, thì ở đây để có sẵn những cây ăn trái cho trái, hệ thống tưới tiêu luôn. Là mình chỉ về vận hành thôi, là một cái nhà cấp 4 ở rất là được. Đó, xung quanh xa kia là anh chị thấy là có nhiều nhà vườn ở bên trong, ở rất là nhiều. Đó, tí em sẽ bay live cam khu vực đó anh chị xem. Hiện tại là đường rộng hơn 6m và tất cả các hộ dân ở đây là đã đóng tiền cho xã và chuẩn bị sắp tới là sẽ đổ đường bê tông luôn, rất là đẹp. Ngang qua đây là lô số 1 này 2070m², 4 lô này là đều hướng đông nam, rất là thoáng mát, đường điện ba pha đã về tận nơi luôn. Thích hợp cho quý cô chú anh chị làm nhà xưởng, thích hợp để đầu tư làm nhà vườn, để phân lô nhỏ bán cũng rất là tuyệt vời. Đó, đường rất là đẹp. Ở khu vực này là trồng chuối rất là nhiều. Đó, anh chị thấy trồng chuối rất là nhiều luôn. Đó, xung quanh đây là cây cối rồi rất là nhiều nè anh chị. Lô đó tiếp đến là sẽ là lô số 2. Lô số 2 này là sẽ có diện tích là, tại vì em cầm thấy cái điện thoại 4 lô là có sơ đồ. Quý cô chú anh chị quan tâm thì hãy bình luận hoặc là kết nối với em qua Zalo để em sẽ gửi thông tin từng lô. Hiện tại ở đây là đã có sổ hồng riêng từng lô hết rồi, cho nên là quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm thôi ạ. Đây là lô số 2 này với tổng diện tích là 2130m², hướng đông nam, ngang 23m. Đó, trên đất là anh chị thấy tất cả những lô ở đây là đều có hệ thống tưới nè, chuối nè và xoài là để cho trái hết rồi, rất là đẹp. Có cái bưởi dây xanh nữa, thích hợp để mình đầu tư, mình có thể là tôn tạo mình làm một nhà vườn ở đây cũng rất là tuyệt vời. Và cũng để có sẵn hệ thống tưới tiêu, thì cô chú anh chị mình chỉ cần là bơm nước vào là tưới thôi, rất là khỏe. Phía sau 4 lô này là có một cái con suối phía sau, mình có thể là câu nước lên để mình tưới, rất là tuyệt vời luôn. Đó, phía trước đất là đã được xây móng cọc tranh rõ ràng, trước sau là cũng đã đều đóng cọc rõ từng lô hết rồi anh chị. Đây, lô số 2, lô số 3 và lô số 4. Cạnh bên đây là nhà máy đá granite của xã Diên Tân, cạnh nhà máy nước khoáng Đánh Thạnh, cạnh ủy ban dân xã Diên Tân, gần chợ, kết nối giao thông thuận tiện, chỉ 70.000 cho 1m, 700.000 cho 1m² thôi. Trong vòng một thời gian tới nó, khi anh chị hình dung khi con đường này đổ thành đường bê tông thì giá trị đất ở đây nó sẽ tăng rất là nhiều luôn. Thứ nhất là đường điện dân sinh đã có đầy đủ, cái thứ hai nữa là mình cũng có một cái tài sản hiện hữu trên đất là gồm những cây để cho trái, rất là tuyệt vời luôn. Đó, hiện tại là anh chị thấy là em ở đây là trời đang mưa luôn này, em cũng quay review để quý cô chú anh chị mình xem được tổng quan, cảnh quan thực tế hơn.
rất là đẹp đúng không ạ? Đây, và đây là lô số 3, tất cả những lô ở đây là để cọc tranh rõ ràng hết, chuối bưởi đầy đủ. Lô số 3 này là ngang 20m, 2110m². Đây, lô số 3, cọc ranh rõ ràng, dài mỗi lô là đâu đó là rơi vào khoảng là dài 83m anh chị. Quá đẹp luôn. Đó, ở đây là những lô này thì bàn phẳng so với mặt đường hơn. Giá vẫn còn bớt một ít cho quý cô chú anh chị nào mình quan tâm nữa. Quá đẹp luôn. Đường rộng này. Đó, bám đường nhiều rất là đẹp. Xung quanh là đường điện nhân sinh, trụ điện. Hiện tại là trong sổ là đường hiện trạng là tầm khoảng tầm 7-8m, nhưng mà thực tế ở ngoài là tầm hơn 6m kể lề nữa. Đó. Tất cả hồ ở đây là để đóng đổ đường bê tông, đóng tiền rồi. Thì quý cô chú anh chị hình dung thời gian sắp tới khi mà đổ thành con đường bê tông thì những cái lô đất vườn sẵn cây trái như thế này, sẵn hệ thống tưới tiêu như thế này sẽ rất là đẹp, sẽ rất là có giá trị đúng không ạ? Đó, quá đẹp luôn. Rồi hiện tại ở đây là cũng trời cũng đang mưa á, với cái đất không lớn á thì em sẽ bay một vòng hình ảnh là canh bên cao để mình xem thêm nha. Đây anh chị, với góc bay live cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của 4 lô đất để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn. Xung quanh thì anh chị thấy là nhìn từ trên xuống là đất sạch đẹp, không lỗi, không dính mộ. Để có đường điện ba pha vào tận nơi, đường hiện trạng là đường bê tông rộng 6m. Chuẩn bị đổ bê tông. Đất bằng vuông phía sau. Xung quanh là nhiều nhà vườn, cây cối tại khu vực này. Khí hậu rất thoáng mát, thích hợp để làm nhà vườn, thích hợp để làm farm. Phía trước chúng ta đó chính là nhà máy đá granite của xã Diên Tân. Quá đẹp, kết nối giao thông thuận tiện. Cách ra đường Hương Lộ số 2 là chỉ vài trăm mét thôi. 1,2 km. Đây là tổng quan toàn thể bán kính quanh lô đất của mình. Với góc bay live cam này sẽ giúp quý cô chú anh chị hình dung tổng quát về toàn thể khu vực được dễ hơn. Đi vào phía bên trong thì anh chị thấy là phía bên trong có nhiều nhà vườn, nhà người dân sinh sống. Quá đẹp, đất bằng đẹp luôn. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ 700.000 cho 1m² thôi ạ. Xa xa đó chính là khu dân cư của trung tâm ủy ban dân xã Diên Tân luôn anh chị. Lô đất quá đẹp, để quý cô chú anh chị nào yêu thích nhà vườn thì cải tạo lại thêm rất là tuyệt vời. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh á, thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về 4 lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi đúng mà. Chỉ với 700.000 cho 1m² thôi, chỉ rơi vào khoảng là hơn 1,4 tỷ cho một lô, nằm trên mặt tiền đường chuẩn bị đổ bê tông rộng hơn 6m. Ngay khu vực dân cư, đường điện nhân sinh, đường điện ba pha đầy đủ, thích hợp để làm farm, thích hợp để làm nhà vườn, rất là tuyệt vời luôn. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm tới 4 lô đất vườn này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.